Xin chào quý khách hàng đến với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến, chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và fanpage Nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi sáng ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến khách hàng một căn mini phố được thiết kế rất là đẹp, nằm trên trục đường Trường Chinh thuộc phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài của căn nhà mà hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến đang muốn gửi đến khách hàng. Cũng như căn nhà này thì đang có diện tích là ngang 4m2 và chiều sâu căn nhà lên đến 16m và được cái xịn nhà đúc kiên cố, một trệt, một lửng và 3 lầu. Công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có khoảng vỉa hè khoảng 3m phía ngoài để xe gắn máy, gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp. Mình sẽ có 4 phòng ngủ chính và 5 nhà vệ sinh, phòng thờ, giặt và sân thượng trước sau. Hướng chính của căn nhà mình là hướng Tây Nam, phù hợp với khách hàng thuộc mệnh Tây Tứ Trạch, và đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài căn nhà. Căn nhà mình thì được thiết kế phía ngoài mặt tiền mình có những cái mái thái cũng như những cái lan can được làm bằng sắt uốn hoa văn và những mảng chỉ nổi trang trí rất là đẹp. Và chỉ với giá hơn 9 tỷ một chút xíu là quý khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ và nằm trên một con hẻm một sẹt thuộc đường Trường Chinh thuộc phường 15 quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh. Và căn nhà mình thì chỉ cách đường trục chính phía ngoài, trục đường Trường Chinh tầm cỡ khoảng độ 30m thôi. Và mình sẽ có một cái khu nhà lầu đồng bộ và mình có một cái căn nhà được thiết kế tặng kèm full nội thất rất là đẹp này. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu với khách hàng về một căn nhà đang có hướng là hướng Tây Nam, phố khách hàng thuộc mệnh Tây Tứ Trạch. Thì phía ngoài mình sẽ có một khoảng vỉa hè khoảng độ 3m để mình để xe gắn máy cũng như di chuyển vào bên trong. Mình sẽ có một bộ cửa cuốn ở phía bên ngoài để bảo vệ cho căn nhà của mình. Tiếp đến mình có thêm một bộ cửa bên trong, cửa bốn cánh được làm bằng gỗ cam xe rất là bền và rất là đẹp để bảo vệ cho căn nhà, với hai lớp cửa cũng như di chuyển vào bên trong một chút là khu vực không gian phòng khách trên dưới tầng trệt của căn nhà. Thì căn nhà mình đã được anh chị nhà thiết kế full nội thất, phòng khách đã được anh chị di chuyển lên phía bên trên tầng lửng của căn nhà. Thì đến khu vực ở phía bên dưới này mình để xe hơi cũng như mình làm văn phòng công ty. Với sàn nhà mình được lót gạch đá bóng kính 80 cũng như có đổ bê tông để gia đình mình để xe hơi cũng như mình sẽ không sợ bị lún. Và hai bên tường cũng đã được anh chị nhà ốp gạch đá cao lên khoảng 1m2 và phía trên mình có hệ thống đèn chiếu sáng trần thạch cao rất là đẹp. Với căn nhà đang có hướng là hướng Tây, phố khách hàng thuộc mệnh Tây Tứ Trạch và chỉ với giá 9 tỷ 450 triệu đồng. Còn thương lượng là quý nhà có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đã có sổ hồng riêng, giấy tờ pháp lý rõ ràng và mình có thể mua bán cũng như công chứng sang tên trong ngày. Với căn nhà được thiết kế nội thất bên trong được làm bằng chất liệu gỗ đỏ. Đây là khu vực cầu thang căn nhà, thì tay vịn cầu thang căn nhà mình được làm bằng chất liệu gỗ đỏ và mặt đá hoa cương. Đối diện cầu thang thì mình được anh chị nhà ốp gạch đá cao lên kín tường rất là sạch sẽ và rất là đẹp, với những mảng đá hoa văn rất là đẹp. Cũng như di chuyển vào bên trong là khu vực không gian phòng bếp căn nhà, thì phòng bếp căn nhà mình, tủ bếp, kệ bếp căn nhà được làm bằng chất liệu gỗ đỏ và mình có một bộ bàn ăn được làm bằng gỗ đỏ cũng được anh chị nhà sắm sẵn để tặng kèm lại cho khách hàng. Cũng như bên trong không gian phòng bếp thì mình có kệ bếp, tủ bếp và mặt đá hoa cương. Phía sau thì mình sẽ có một cái sàn rửa ở phía sau và một cái kính trời để lấy gió và ánh sáng được anh chị nhà che chắn rất là kỹ càng cho mình. Có một cái mảng đồng đúc hình tròn rất là đẹp và một cái nhà vệ sinh phục vụ cho khu vực không gian phòng khách, khu vực không gian phòng bếp căn nhà với một cái nhà vệ sinh rất là rộng. Và với bề dài của căn nhà lên đến 16m và được xây dựng hết đất nên đối với chị nhà thiết kế rất là đẹp, rất là rộng rãi và rất là thoáng mát, cũng như gara để xe hơi mình có thể để tất cả các loại xe hơi vào bên trong không gian phòng bếp. Thì được thiết kế rất là rộng và nhà vệ sinh rất là rộng. Và căn nhà mình thì được anh chị nhà thiết kế cho mình có những cái mảng chỉ nổi trang trí rất là đẹp. Cũng với đó là không gian phòng bếp thì mình sẽ có một cái quạt trần và mình nhìn từ bên trong ra bên ngoài căn nhà. Với một căn nhà nằm trên một con hẻm một sẹt thuộc đường Trường Chinh thuộc phường 15 quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh và chỉ với giá 9 tỷ 450 triệu đồng. Còn thương lượng thì quý nhà hãy nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được Nhà đất Hoàng Tiến đón khách hàng đi xem một căn nhà đẹp nằm tại trục đường Trường Chinh thuộc phường 15 quận Tân Bình này. Đây là khu vực phía bên trên sân thượng, nhìn ra khu vực phía trước của căn nhà mình có những cái mảng chỉ nổi trang trí rất là đẹp và cùng với đó là hệ thống đèn đèn chùm, đèn chiếu sáng. Và di chuyển là khu vực phía sau là không gian phòng phòng khách của căn nhà, thì phía ngoài mình sẽ có những cái lam gỗ trang trí rất là đẹp và bên trong là khu vực không gian phòng khách thì mình sẽ có một bộ bàn ghế sofa, kệ để tivi và hai bên tường được các chị ở nhà ốp nhựa cũng như ốp gỗ trang trí rất là đẹp. Và phía sau thì mình sẽ có một cái
khoảng không gian ở giếng trời và một cái tủ rượu ở phía sau rất là đẹp. Và đây là khoảng không gian ở giếng trời để lấy gió và ánh sáng thông xuyên suốt. Ba lầu rất là thoáng và rất là mát, và một cái tủ rượu ở phía sau. Và mình thường nhìn ra khu vực không gian phía trước, không gian phòng khách của căn nhà. Căn nhà được thiết kế tặng kèm full nội thất rất là đẹp, và nội thất bên trong thì đa số được chị làm bằng chất liệu gỗ cam xe và gỗ đỏ, rất là bền và rất là đẹp. Thì quý nhà đang xem video như đang quan tâm đến căn nhà nằm tại trục đường Trường Chinh thuộc phường 15 quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh, gần với lại ngã ba Trường Chinh và Phạm Văn Bạch cũng như ngã ba Trường Chinh và Phan Rí. Thì quý nhà hãy nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tiến đón khách hàng đi xem một căn nhà đẹp được thiết kế rất là thoáng và rất là mát này. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong không gian phòng ngủ của căn nhà để cùng chiêm ngưỡng về một căn nhà được thiết kế tặng kèm full nội thất gỗ đỏ. Thì phía ngoài mình sẽ có một bộ cửa được làm bằng chất liệu gỗ đỏ rất là bền, rất là đẹp và rất là chắc chắn, như hoa văn chạm trổ rất là đẹp. Sàn nhà mình thì được lót gạch đá giả gỗ rất là bền, mình có thể lau chùi cũng như càng lau chùi thì càng sáng và càng bóng. Với phía trước căn nhà mình cũng đang được xây dựng những căn nhà phố rất là đẹp. Và đây là khu vực không gian phòng ngủ phía trước căn nhà, chỉ có giường rộng lên đến 2 mét và tủ quần áo như kệ để đèn để hai bên hai cái đôn để đèn rất là rộng và rất là thoáng, như rất là mát. Mình có nhà vệ sinh riêng sử dụng rất là thuận tiện, và toàn bộ cửa ở bên trong căn nhà cũng như cửa vệ sinh, cửa phòng ngủ căn nhà mình được sử dụng bằng chất liệu gỗ đỏ rất là bền và rất là đẹp. Mình có lavabo để rửa tay cũng như rửa mặt. Và tiếp đến là sẽ di chuyển sang không gian phòng phòng ngủ số 2, phòng ngủ phía sau căn nhà. Thì quý khách hàng đang xem video cũng đang quan tâm đến căn nhà đẹp được thiết kế nội thất gỗ đỏ, thì quý khách hàng hãy nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tiến đón khách hàng đi xem một căn nhà nằm trên một con hẻm một sẹt, thuận tiện để khách hàng mua ở và mở phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán hàng online thì rất là thuận tiện. Với căn nhà được thiết kế cũng như xây dựng hết đất cho nên là được thiết kế phòng ngủ rất là rộng. Phía sau mình có cửa sổ mở ra bên ngoài để cho ánh sáng, như nhà vệ sinh rất là rộng và rất là đẹp, cũng như rất là mát. Với không gian hai phòng ngủ thì rất là rộng và rất là thanh thang, cũng như đã được anh chị nhà phun nội thất tặng kèm. Mình sẽ có giường rộng lên đến 2 mét và kệ để tivi cũng như tivi tặng kèm. Đây là khu vực không gian cầu thang của căn nhà. Cái cầu thang cũng được anh chị nhà trừ rất là rộng để lấy gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát. Và chỉ với giá trên dưới 9 tỷ là quý nhà có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đẹp nằm trên một con hẻm một sẹt thuộc đường Trường Chinh thuộc phường 15 quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh này. Thì căn nhà mình được các chị nhà thiết kế, mình sẽ có 3 phòng ngủ, 4 phòng ngủ chính và đã phun nội thất 3 phòng rồi. Thì chuẩn bị đây anh chị sẽ phun nội thất thêm cho mình cái phòng ngủ số 4 này. Phòng ngủ này thì anh chị đang để trống và sẽ có một số nội thất anh chị đang chuẩn bị đưa về để lắp ráp. Thì hôm nay nhà đất Hoàng Tiến xin quay video trước để gửi đến cho khách hàng. Nếu khách hàng đang có nhu cầu như đang muốn sở hữu cho mình một căn nhà nằm tại trục đường Trường Chinh thuộc phường 15 quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh, thì quý khách hàng hãy liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tiến đón khách hàng đi xem. Khu vực không gian lầu 2 này thì mình sẽ thiếu một cái giường đang được anh chị nhà chuẩn bị mang về, cũng như nội thất bên trong mình sẽ có tivi tặng kèm và tủ quần áo cũng như kệ để tivi và tivi tặng kèm. Đây là khu vực không gian phòng ngủ số 4 của căn nhà. Thì mình sẽ có 3 phòng ngủ đã được anh chị nhà phun nội thất rồi. Với 3 phòng ngủ nội thất bên trong thì toàn bộ cửa được làm bằng chất liệu gỗ đỏ, và mỗi phòng ngủ mình sẽ có một cái máy lạnh tặng kèm, cửa sổ lấy gió và ánh sáng cũng như nhà vệ sinh. Toàn bộ được làm bằng chất liệu gỗ đỏ rất là bền và rất là đẹp. Thì quý nhà đang xem video, những đang quan tâm đến căn nhà nằm tại trục đường Trường Chinh thuộc phường 15 quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh,
Thì quý hàng nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tiến đón hàng đi xem một căn nhà đẹp, nội thất gỗ đỏ và căn nhà nằm trên con hẻm một sẹt, hẻm xe hơi, xe tải. Thì quý hàng hãy nhanh tay liên hệ để được nhà đất Hoàng Tiến đón quý hàng đi xem một căn nhà đẹp được thiết kế với đầy đủ công năng cũng như đã có sổ hồng riêng, giấy tờ pháp lý rõ ràng và mình có thể mua bán cũng như công chứng sang tên trong ngày, với một căn nhà được thiết kế tới một trệt một lửng và ba lầu, và mình có gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp, như mình đã có bốn phòng ngủ chính và năm nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng phía trước cũng như sân thượng phía sau này. Đây là khu vực sân thượng của căn nhà. Thì được cái chủ nhà thiết kế cũng như sắm cho mình có một cái phòng bàn thờ ở phía bên trong, phía ngoài mình có một cái sân thượng để mình ra vui chơi và hóng mát. Với căn nhà nằm tại trục đường Trường Chinh thuộc phường 15 quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh này, một căn nhà nằm sát với lại sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh và gần với lại Cộng Hòa cũng như gần quận Tân Bình, Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh, và chỉ với giá hơn trên dưới 9 tỷ thì quý hàng hãy nhanh tay để xác định mình có thể sở hữu một căn nhà đã được các chị nhà sắm nội thất tặng kèm lên đến tầm khoảng độ 400-500 triệu này. Đây là khu vực không gian phòng giặt ở phía bên trong, và phía ngoài sẽ có một cái sân phơi rất là thoáng và rất là mát. Căn nhà này nằm trên trục đường Trường Chinh nên là rất là thuận tiện để cái nhà hàng di chuyển về trung tâm cũng như sân bay của thành phố bằng con đường Trường Chinh, con đường Cộng Hòa, rất là thuận tiện. Rồi, video nhà đất Hoàng Tiến đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại các nhà trong những video tiếp theo.